vô là còn nó còn vô đòn, nó vô đòn là đau lắm rồi con. May con phản ứng thì cũng đạt ra một xíu, nó vô cái chỗ cẳng, cái cẳng của con nên nó không bị bẻ chân con hết chứ. Nhưng mà cái khúc đó mà nó chống nó bị thẳng cái cổ chân con rồi. May. Nó chào với thầy ơi, mẹ nhỏ lớn chưa, nào quýnh mà lì nó. con sốc quyền cái sốc xấu nó đang cúi hướng bụt đập bụt con cúp lên cái nó vẫn đi vô nó con sốc thêm hai cái bụng nữa cái đầu chịu ơi vậy là chịu ơi. Dặn hết cái vai đúng rồi. Rồi đẩy cái này để tạo đầu. Đẩy viên đó. Đẩy tiếp. Giữ đau lên. Giữ cứng cái cổ vô. Giữ cứng cái cổ lên. Dặn cái cổ đây. Rồi xoay ra về. Sup. Dặn. Nghe đây. Sup. Sắp đánh rồi, nói một tí về chiến thuật đi, bật mí một xíu đi. À, nói chung là chiến thuật của câu lạc bộ Minh Giang thì luôn luôn thủ, thì đánh phát huy tất cả những cái gì mà em nó đã từng tập luyện. Thì trong đó thì có những đòn chân và những đòn tay và chắc chắn là sẽ dùng động vật. À, mình nghiên cứu về cái trận đấu này như thế nào, đối thủ như thế nào? À, tại vì hai đối thủ đã từng gặp nhau rồi. Nói hai đối thủ đã từng gặp nhau cho nên là rất là hiểu rõ về nhau. Cho nên là chiến thuật thì chắc là dùng bàn tay và đòn chân nhiều vì hai bác sĩ cũng đã từng vật nhau rồi. À, thầy có thể nói về cái kết quả trận đấu trước và cái mình sẽ làm trong trận đấu ngày hôm nay? À, kết quả trận đấu trước, bác sĩ của bên mình thắng KO bên kia, thắng KO. Vậy thì hôm nay thầy có dự đoán là sẽ KO hay là sẽ... Không, võ sĩ kia là chắc chắn là sẽ tập luyện tiến bộ hơn vì gặp lại. Cho nên là trận đấu hôm nay là sẽ căng, chứ không có xảy ra KO như lần trước. À, mọi thứ chuẩn bị đến thời điểm lúc này trước giờ thi đấu 5 phút rồi như nào? Về tất cả mọi thứ là thả lỏng và thi đấu hết mình. Và còn sẵn sàng chiến đấu cho kịch tính và hay nhất. Chúc Minh Sang em rồi, sẽ... Rồi, cảm ơn rất nhiều.
đá đùi đá đứt rồi chứ đừng có đè vô dọc cái đùi mẹ đuối á, nghe không? Nhớ đó, mình nhận cái đầu nó xuống luôn, nhận cái đầu nó xuống gối luôn, nhá. Rồi từ từ cái đó, cò đi trước, đó đi lên chung vô cái tao dè rồi bắt tao chung vô mệt lắm, đứng ở ngoài. Nhường cho camera chính đi trước nhá, mình đi phụ. Cò đi. Cò đi trước. Bỏ sĩ đi xong. Xong tới ai tới cò. Cứ giữ tay kia giữ chặt cái đầu, xíu chặt cái đầu vô. Giữ xíu chặt cái đầu. Tay đó giữ quạt cái đầu vô, giữ quạt cái đầu. Cứ giữ quạt cái đầu, cứ giữ quạt cái đầu đó, giữ cứng cái cổ đó từ từ. Cứ giữ đó cứ từ từ cái đã. Cứ nó ngóc lên là kéo xuống, không có gì hết, cứ từ từ, ngóc lên là kéo xuống vậy, không có gì hết. Cứ giữ đó, ngóc lên là kéo xuống. Cứ giữ im đó, cứ giữ khóa cái nách đó, khóa cái nách tiếp. Khóa cái nách. Khóa cái nách tiếp. Cứ từ từ, khóa cái nách. Đúng rồi, đạp ra. Đừng có xoay. Đập đi. Lên đi, gõ đi. Hít sâu rồi mới lên. Rồi xoay đẩy cái khớp vai nó đi, đúng rồi, đập cái mặt nó đi, lấy tay kia lên. Thúc cái gối vô kìa ông Nghĩa ơi. Rồi sai con chô, xin chặt cái cổ lại, từ từ lắm. Sai con chô cái hả? Đúng rồi, dài cái chân ra,
sai con trô dài cái chân ra. Tâm luôn, từ từ, đánh đi nhé. Cành nó cúi đầu ra, cành nó cúi đầu lên dưới gối nha. Cành nó sụp lên dưới gối. Nó sụp ra, sụp lên, sụp ra, sụp đi, tiếp vô. Sụp được cái body, 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 body. Đúng cái body nè, đúng rồi, cái body gì hết, body bên phải nè. Body bên phải. Đúng rồi, cái body bên phải, tiếp vô. Di chuyển rồi. Đi lại đánh, di chuyển đánh. Di chuyển, đúng rồi, đi di chuyển vòng đánh. Cắt, cắt đánh. Đánh đi, cắt đánh, cắt đánh. Ra, cắt đánh. Cắt qua đánh. Không chọn nữa, cắt qua đánh. Đúng rồi, body. Body, đúng rồi, body. Đừng ôm, đẩy ra, đẩy ra. Đẩy ra cắt, di chuyển, cắt mặt đánh. Cắt nghe đánh. Không có xuống, không có dài cái chân ra, đập đi, đập đi, đập vô cái mặt đó. Huấn luyện viên chuẩn bị phi lên, hết, lên dậy lên. Đá chuồng chanh nha, đá chuồng chanh nha. Cho nó tắt đá cái chuồng chanh này nha, đá cái chuồng chanh nha, đá cái chuồng chanh nha. Bị răng đâu, bị răng đâu, cái bị răng đâu rồi, di chuyển đi, di chuyển cái nó cũng đuối rồi, nó đuối trước con á, dạ cái chuột chậm rồi, canh nha, canh nha, ủi bên đuối nè, ủi bên đuối nè, dạ chạy ra nè, dạ cái tay đá này cái cốt chậm nha, đá này cái đầu đuôi chậm nha, rẽ vô, rẽ lên, họ vô, rẽ lên. Đúng rồi, đẩy ra, đẩy ra, đẩy ra đánh, không có vô, đẩy ra đánh, đẩy ra tiếp, đẩy ra, đẩy ra, đẩy ra, rồi trả đòn, trả, di chuyển, canh cái tay sau bộ nè, cứ di chuyển canh tay sau, rồi nằm dài ra, canh vô, ôm chặt cái tay đó, ôm chặt cái tay bên kia, đừng có lọc, ôm chặt cái tay vô, từ từ, hồi cái đã, khóa chặt cái tay vô. Kéo cái tay nó ra sau, kéo cái tay nó ra, kéo cái tay ra, kéo cái tay, kéo cái tay, kéo giữ cái tay, đúng rồi, đẩy cái tay, kéo cái tay, kéo cái tay, kéo cái tay, rồi vứt cái đầu nó xuống, đó, vứt cái đầu xuống, vứt cái đầu xuống, lăn đi, lăn đi, lăn đi, lăn đi, lăn đi, lăn đi, đẩy cái chân lăn đi, vứt cái đầu xuống, vứt cái đầu nó lại, kéo cái đầu nó xuống, vứt cái đầu nó xuống, vứt cái đầu nó xuống. Bịt cái đầu nó lại. Bịt cái đầu lại. Chọn nước, anh chọn nước. Bịt cái đầu lại. Rồi lên, lên, chọn nước đây luôn. Rồi chọn nước đi. Rồi bịt răng lên. Nó hết xăng rồi. Nó hết xăng rồi. Tay kia xô, cái tay này xô ra di chuyển. Đuối mẹ. Đánh thì tốt mà nó đuối sức mẹ rồi, hết pin. Hết xăng. Tuy nhiên, ở 1 phút 08 giây ở trong hiệp đấu thứ hai thì đã có một chiến thắng thích gây ơ đến từ đại diện của câu lạc bộ Tranh Club.
pin được rồi, nó hết xăng trước rồi. Do đã đứng cái quạt phải lỏng em. Không, cái tay trước cũng phải đẩy xô ra cũng cho nó vô. Đẩy cái tay trước xô ra để quýnh nó gần rớt rồi. Nó gần rớt rồi. Uống quá ủ luôn. Nó gần rớt mẹ rồi. Không, nhưng mà đánh đứng con đứng bé còn pin nữa. Đánh đứng con đâu còn pin đâu. Thì tưởng mày có pin chứ đánh đứng mày đâu còn pin đâu. Em trong trận đấu vừa rồi như nào? Em rất là mệt. Em đã chuẩn bị rất kỹ về cái khâu đánh đứng, nhưng mà mấy hôm nay em không có chuẩn bị kỹ về khu chống vật nhiều. Em vẫn có chống vật nhưng mà kiểu như là mình không có tập nghiêm túc, cho nên cái thể lực về những khó khăn nằm của em nó không có đủ để chống lại cái sở trường là đánh nằm của bạn. Cho nên em đã bị rơi vào cái thế của bạn gài em, là bạn cứ chịu em tấn công và bạn ủi vô. Nên dẫn tới cái việc thua của em ngày hôm nay. Ở trận đấu trước anh thấy, anh nhớ là em thắng. Có cái gì nào nó sự chủ quan ở trong cái lần thi đấu này không? Dạ không, em vẫn biết là cái sở trường của bạn là về grappling và những cái pha đánh nằm, thì em vẫn có chuẩn bị kỹ và em vẫn phát triển mạnh về cái sở trường đấm của em, vì bởi lần trước là bạn đã dính những cái đòn chọn khá nặng của em. Nhưng hôm nay bạn đã có sự rút nghiệm và phòng thủ những đòn chọn của em rất là tốt. Nên em cảm thấy cái việc thua của em là cái sự hợp lý. Anh thấy hiệp 1 thầy Sang nói rất nhiều về cái body của đối thủ mà anh cảm thấy em không khai thác được tới. Điều đó là lấy vì sao? Vì đối thủ tăng level hay là do em không có kịp để mà chơi? Sự thật thì em cũng vẫn là đánh vào body của bạn, nhưng mà bạn cái chiến thuật của bạn thì cứ lao vào thì bạn làm em hoảng đi. Em hoảng cho nên cái sự chuẩn bị của em nó bị lãng quên đi một chút xíu, thì em chưa có phản ứng. Và ngay đầu hiệp 2 thì em đã đánh những phát body rất là nặng vào bạn, nhưng bạn khá trâu ở những cái tình huống đó, thì em vẫn chịu thua, em khẩu phục. Giờ không sao, bởi vì là chúng ta còn rất là nhiều thời gian tới, và hy vọng là trong đêm chung kết em sẽ góp mặt tại GMA, có thể là một trận undercard nữa ha. Yeah. Rồi. Cảm ơn. Ok em, ok. Rồi, vào đấy. Chào quý vị và các bạn, đây là Đặng Hoàng Minh đến từ Tăng Club. Thì chúc mừng Minh vừa giành chiến thắng TKO hiệp 2 trước đối thủ Lưu Nhân Nghĩa. Thì anh sẽ có, đầu tiên là chúc mừng Minh. Và anh sẽ có hai câu hỏi để dành cho Minh. Là đầu tiên là trước khi đến với trận đấu này thì em đã bị thua bạn một lần ở Lion, thì em có bị tâm lý trước hay không? Nói thật ra thì trước những trận đấu nào em cũng sẽ bị tâm lý trước trận đấu, nhưng mà em sẽ dùng ý chí của mình để vượt qua nó. Cảm ơn em. Thì câu hỏi tiếp theo anh muốn dành cho em là vừa bước vào trận đấu thì ngay lập tức là bạn đã đưa em xuống đất trước. Bạn là người đưa em xuống đất trước đúng không? Dạ, bạn Nghĩa rồi. Thì lúc đó em có bị bất ngờ, em có bị rối không? Dạ, thật ra thì không, tại vì ban huấn luyện của em đã chuẩn bị trước những cái tâm chiến thuật trong những trường hợp bất ngờ nó xảy ra. Cho nên là em cũng không có bị tâm lý nhiều cho đó. Em cứ đánh đúng chiến thuật của huấn luyện viên rồi. Vì vậy là mọi thứ đã được đề ra từ trước và em đã tuân theo cái chiến thuật đó. Dạ. Cuối cùng là em có muốn gửi gì đến ban tổ chức GMA và các khán giả đã theo dõi em thi đấu ở trận vừa qua hay không? Em xin gửi lời cảm ơn đến ban tổ chức giải GMA đã tạo điều kiện cho em đến tham gia thi đấu ở giải đấu này. Và em chúc tất cả các võ sĩ sẽ có một cái màn trình diễn thật là hay trong trận đấu. Cảm ơn và chúc mừng Minh. Một lần nữa chúc mừng bạn Đặng Hoàng Minh hoàn thành phần thi đấu của mình. Dạ, cảm ơn anh. Đây là bầu đúng mấy cái vô liền. Nó là đẩy ra từ từ. Đẩy ra là thuộc pin nhanh. Nhưng nó thuộc pin trước mình. Mà cái thằng kia mang vô nó chỗ quá trời. Nhưng mà nó thuộc pin trước rồi. Nó hãng đòn á, nó di chuyển từ từ. Lúc nó lên mau nó đè nặng lắm mày ơi. Biết rồi. Mà không cố gắng trước đẩy phải di chuyển ra. Hồi cái đá chứ. Nôn quá thì đó, là không nghe cái gì đó. Nó ủi cái đó mà thầy nó cũng nghe. Con chỉ nghe là thầy nó body xúc mấy phát.
chút mấy bé nó sủi đó, nó xuống. Mẹ nó vẫn uống vô thôi. Có đo cho mẹ không, có nhớ. Làm đâu trăm mấy cái này. Tối nay đi khám rồi, người ta không nhớ đâu. Khám bằng cái tay vô, bác sĩ kêu đủ là đủ. Bác sĩ kêu đủ là đủ thôi. Bây giờ là mặt tím lét hơi căng ha. Thì mới mệt sao mà sao nên tạm thời nghỉ ngơi, không tắm rửa nha. Cái này là ngồi khám đây. Sao đang ngồi ngồi cho bác tí này đâu. Ngồi thở đi, đâu cần gấp. Ngồi đây kìa. Ngồi đây. Ngồi đó, các quạt. Ngồi quá. Vô là còn nó còn vô đòn, nó vô đòn là đau lắm rồi con. May con phản ứng kịp, con đạp ra một xíu nó vô cái chỗ cẳng, cái cẳng của con, nên nó không bị bẻ chân con ấy chứ. Nhưng mà cái khúc đó mà nó trống, nó bị thẳng cái cổ chân con rồi. May nó chào với thầy ơi, mẹ nhỏ lớn chưa, nào quýnh mà lì nữa. còn sốc quyền cái số 6 nó đang cuối hướng tục con cúp lên cái nó con bảo biên là nó vẫn đi vô, nó con xúc thêm hai cái bụng nữa cái đầu. Chịu ơi, vậy là chịu ơi. Mới cho làm cái gì trời gì cha, con dần chưa thấy thứa nào mà nó Quay nhỏ, nhỏ lớn chưa biết đâu châu của nó. Cái sâu sâu nào cũng không bị gì hết mình. Nó có bị chán đó. Lúc nó chán mà. Cái đầu xanh. Cái đầu chấm màu ánh xạ, màu lên. Ủa nãy cái này cầm đi. Nãy ra bấm trên tường. Màu cái đủ má không có bật nổi rồi. Tỉnh này còn tỉnh mà, không có Zalo mà. Zalo. Sao ta? Để đang quay lại. Cái đó là trừ trong cái phần tình thưởng hơn sao? Bình thường đó cũng nhiều cái gì nói vậy thôi, quay lại cũng mệt nữa là đéo đến đâu rồi. Thì thà không nói chứ bây giờ ban đầu mình nói với nhau là mình cứ không hôm nay mình tụi giới mình được khoảng 120-130 mới đến sau chứ không. Nó lên lóc, nó em vô, em mày được đạp rồi, nó vô sao kéo rồi lại. Sao, không kéo rồi lại, đạp vô lít ông cũng cùng lên, nó giọng mấy. Thôi, chạy ra ngoài, chắc anh em á. Đi sao, xin lắm rồi.